hoạt động này của nhà trường thì rất là bổ ích. Thì thực sự là rất là vui vì là được trải nghiệm cùng con. Vâng, một trực chương trình rất là thú vị, rất là vui. Cảm ơn anh ạ. Hôm nay con có vui không nào? Cùng các bé yêu quý, nhằm giúp phụ huynh nắm được kết quả học tập môn tăng cường STEM và mỹ thuật, và đặc biệt hơn đó là giúp quý phụ huynh có thể trải nghiệm một giờ hoạt động cùng con tại trường. Hôm nay trường mầm non Thực Hành tổ chức chương trình Ngày hội sắc màu và STEM dành cho tất cả các bé từ 2 đến 5 tuổi. Và sau đây xin mời các quý vị đại biểu và các bé yêu đến với màn đồng diễn bằng nhạc tiếng Anh cùng thầy giáo nước ngoài. One little finger, one little finger, one little finger. Put it on your head, head. One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your chin, chin. One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your arm, arm. Point your finger up, point your finger down. Put it on your foot, foot. Put it on your leg, leg. Put it on your arm, arm. Jump.
Vâng, một trực chương trình rất là thú vị, rất là vui, các cháu rất là vui và rất là thể hiện các cái năng khiếu vẽ, các cái đam mê, rất là thích thú, rất vui ở trong một cái sân chơi rất tuyệt vời. Thực sự là mẹ rất là vui vì là lâu lắm rồi thì là nhà trường mới tổ chức một cái chương trình để gắn bó là phụ huynh được tham gia cái chương trình này. Chương trình này thì giúp ích rất là nhiều cho bé, thì nhất là cho bé được cái khả năng quan sát, rồi là được thỏa thích đam mê sáng tạo các cái trò chơi với nhau, rồi là gắn kết tình bạn bè giữa các bạn. Nếu như mà nhà trường duy trì được những cái hoạt động này thường xuyên thì nó rất là ý nghĩa và có thiết thực, để cho các cháu có cái cơ hội được trải nghiệm cũng như là được làm quen với và được có cái cơ hội mà sáng tạo với những cái trò chơi cũng như là thì hôm nay con đi chơi những chương trình gì? Lego, chơi bong bóng to, bắn pháo hoa, cái sân chơi sắc màu và STEM thì nhà trường tổ chức với cái mục đích là giúp cho trẻ có một cái môi trường hoạt động, từ đó áp dụng được cả cái kỹ năng STEM. Tiếp sau đấy thì là còn có rất là nhiều chương trình dành cho riêng từng độ tuổi, ví dụ như là chia tay bé 5 tuổi chẳng hạn, hay là chương trình buffet cho trẻ toàn trường, hay là cái chương trình dành cho trẻ 2 và 3 tuổi. Nói chung là tùy từng độ tuổi sẽ có những cái chương trình riêng. Đây là cái chương trình lớn của toàn trường.